Em tiếp tục chào anh em hai, chào mừng em với kênh YouTube bên Kim Bảo Audio. Hôm nay em lại tiếp tục về hàng một ít hàng mấy con micro Shure hàng loại 1 cho anh em. Shure UR36D Blade, con này rất là chất lượng cho âm thanh karaoke gia đình và cả dàn nhạc anh em sử dụng đều được nha. 464 anten. Em về một ít hàng và có anh kia anh quản lấy rồi ha. Này lấy còn có hai con ở thùng này thôi. Đó. Thì con này mở hộp cho anh em luôn. Đây, hình thức bên ngoài thì em đã làm rất là nhiều rồi ha. Em đã từng làm về cái hình thức bên ngoài, bao mạch bên trong và cả về cái hướng dẫn sử dụng ha. Con này nó hướng dẫn sử dụng nó hơi phức tạp hơn một tí so với những dòng thông thường, nhưng mà anh em mua ở gia đình về á, mua ở gia đình về anh em chỉ cần cắm vào và hát thôi chứ không cần làm gì hết. Bên em đã cưng chỉnh sẵn hết rồi nha, anh em chỉ cần cắm vào và hát thôi, chứ về mấy cái điều chỉnh tần số hay là âm lượng gì đó bên em đã chỉnh xong và đã khóa đầu thu lại rồi, để tránh trường hợp nhà có trẻ em nha. Con này có đầy đủ tính năng tự ngắt và cảm biến gia tốc cho anh em luôn, nên yên tâm mà sử dụng. Này, 464 anten nha, 4 cái. Và một cái vấn đề mà rất là nhiều anh em hỏi là con này có chống hú hay không. Chống hú hay không thì không ai bán micro, không phải không ai đâu mà bên em rất nhiều anh em nói là micro có chống hú, chống hú cam kết chống hú tuyệt đối, thì em cam kết luôn là không có cái micro nào mà cam kết chống hú tuyệt đối đâu. Chống hú một phần hay không là do âm lượng anh em sử dụng và do cái tần số nó hoạt động nha. Ví dụ như con này mà anh em muốn đỡ hú đít á, thì anh em không gắn anten trong phạm vi karaoke gia đình. Như em nè, em test cho hàng cho khách á, karaoke gia đình 3-4-5 mét á, em không cần phải gắn anten luôn, nó như bị hụt sóng thì anh em gắn vào nha. Còn anh em gắn 4 cái mà trong hát gia đình chỉ có 5 mét thôi mà gắn 4 cái thì rất là hú đít rồi đúng không. Và con này thì 4 cái anten thì giúp anh em đi sóng 5-70 mét, thậm chí cả 100 mét thì được thoải mái đúng không. Đó, không gian gia đình thì vài 3 mét 5-7 mét thì đâu cần gắn anten đâu. Đó. Rồi kèm theo thì chỉ có bình thường thôi, bên test thôi nha. Đó. Và anh em cần hỗ trợ bên sạc thì báo bên em. Bên em sẽ báo bên sạc cho anh em tầm 200 ngàn hoặc là 300 ngàn một bộ tùy theo cái dung lượng của bình. Tay cầm. Đó, tay cầm trông rất là đẹp nha anh em. Tráng gương. Và nó sẽ có một cái G ở đây để mở ra. Mở hướng dẫn sử dụng thì em đã từng làm rồi nha. Anh em muốn biết hướng dẫn sử dụng thì anh em có thể xem lại kênh YouTube bên em nha. Nó gạt cái thanh này qua để lấy cái nắp pin nè. Này gạt cái thanh này qua trái để lấy nắp pin nè ha. Đó, bỏ pin vào đây. Công tắc nguồn thì nằm ở đây. Đầy đủ tính năng tự ngắt cho anh em, tính năng tự ngắt và cảm biến gia tốc của mic như thế này rất là đẹp nha. Đó, và kèm theo thì nguồn. Một số anh em nói là nguồn này nguồn kia thì em báo luôn, anh em lấy một bộ nguồn nào cũng được, miễn sao cái nguồn của nó là DC và 12V nha, DC 12V và 800mA, 1000A vẫn được nha, không sao. Miễn sao nguồn input là có thể là nguồn là nguồn vào, có thể là từ 110 hay là 100 tới 240V đều được, sau DC nó 12V là được nha. Cũng giống như anh em sử dụng những con van cơ, van số đó, bây giờ cái dây nguồn của nó, anh em lấy một cái nồi cơm điện ra, dây nguồn của nồi cơm điện ra, anh em cắm vẫn được, không ảnh hưởng vấn đề gì hết nha, không ảnh hưởng quá nhiều đâu, đó, nên anh em xài thoải mái. Đây, dây số ly, còn thu, không biết em mở được không, tại vì em quay có tay, anh em thông cảm nha. Hàng vừa về em quay cho anh em xem luôn. Anh em sẽ mở đầu thu cho anh em xem ha. Đầu thu rất là đẹp. Phía trước như thế này. Phía trước thì đây. Phía trước hình thức mặt trước thì đây anh em. Đây. Đây hình thức mặt trước nó sẽ giống y cái này nè anh em. Giống y vỏ hộp bên ngoài thôi. Khi đang mở đèn lên thì cái mấy cái volume nó sẽ sáng với đèn chấm chấm trắng kìa. Cái tần số thì sẽ là 627 627 700, cái là tùy theo nha anh em. Tùy theo cái tần số hoạt động thôi, rồi cái tần số thôi. Đó. Em thấy cái ổ khóa không? Ổ khóa nè. Đó, khi mua về thì em đã khóa tần số hết cho anh em rồi, cái ổ khóa nó sẽ đóng lại. Hình thức tay cầm đây. Đây tất cả em đã làm hết rồi. Đây là chỉ một video báo hàng về cho những anh em nào mà lúc trước báo bên em mà bên em hết hàng á, thì liên hệ lại giúp bên em ha. Số điện thoại có ghi trên màn hình. 0979 778 678. Anh em đường Hồ Chí Minh thì ghé địa chỉ bên em 276/7 đường Nguyễn Văn Khối, phường 9, Gò Vấp, Hồ Chí Minh. Đường Nguyễn Văn Khối là đường cây trăm cũ nha anh em. Con hàng này rất là chất lượng. Anh em hỏi con này nó có chất lượng hơn mấy con Shure UG23, 231 không, thì em cam kết cho anh em luôn là nó chất lượng hơn. Nó chất lượng hơn những con như Shure UG23 Blade và chất lượng hơn so với những con UG31 nha. Đấy, thì hàng càng ngày càng chất lượng cho anh em sử dụng. Tất nhiên giá thì con này sẽ cao hơn mà. Cái con kia hiện tại bên em đang để giá rất là tốt, 1.570.000, và con này tầm khoảng 2 triệu hơn một xíu nha. Đó, rồi 2 triệu hơn một xíu. Anh em còn tham khảo thì liên hệ bên em số điện thoại nha. Một lần nữa cảm ơn anh em đang xem, thì cho em đăng ký kênh, một like. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.